Và trong cái quá trình mà chúng ta xây dựng nhà cửa, động thổ hay là xây dựng một ngôi dương cơ hay kể cả âm phần, có cái yếu tố tác động đến yếu tố long khí và địa mạch ở phía bên dưới và vô tình làm tổn thương. Cái điều này khiến cho chúng ta cần phải có cái quá trình chúng ta bồi hoàn nó lại, kể cả phong thủy dương trạch hay là phong thủy âm phần. Chúng ta đều sử dụng cái bồi hoàn long để chúng ta tiến hành là bồi hoàn long mạch. Cái việc thực hiện cái yếu tố hoàn long mạch này là chính các cô chú anh chị chúng ta thực hiện. Phong thủy Tâm Nguyên xin gửi lời chào đến tất cả các cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của công ty kiến trúc Phong thủy Tâm Nguyên. Và ngày hôm nay Đức Trung đang có mặt tại đây và cùng các cô chú anh chị chúng ta cùng mở hộp và cùng lắng nghe hướng dẫn cách sử dụng một trong những cái sản phẩm mà thầy Tâm Nguyên cùng các thầy trong Viện Nghiên cứu Bảo tồn Phát triển các Môn Môn Văn hóa Phương Đông trong thời gian vừa rồi đã dày công nghiên cứu, và đến ngày hôm nay chúng ta đã có sản phẩm trên tay để đưa vào thực nghiệm, đó chính là bột hoàn long. Như chúng ta đã biết rằng là cái quá trình ứng dụng phong thủy trong cuộc sống nó đều căn cứ trên những cái nguyên lý về khoa học. Và trong cái quá trình mà chúng ta xây dựng nhà cửa, động thổ hay là xây dựng một ngôi dương cơ hay kể cả âm phần, thì cái phần liên quan đến chúng ta hoàn long hay là bồi hoàn long mạch, địa mạch đều là những cái phần lo toan suy nghĩ của rất nhiều các cô chú anh chị. Và thực tế rằng là trước đây chúng ta vẫn suy nghĩ việc này là việc của ông thầy làm chứ không phải là việc của gia chủ. Tuy nhiên, với cái nội dung mà ngày hôm nay Đức Trung chia sẻ, hy vọng rằng là sẽ làm cho các cô chú anh chị hiểu rõ hơn cái phần liên quan đến nghi thức hoàn long mạch và chúng ta sẽ hoàn long mạch như thế nào. Và trước mặt các cô chú anh chị ở đây đó chính là bộ sản phẩm bột hoàn long do Phong thủy Tâm Nguyên nghiên cứu và trực tiếp sản xuất. Chúng ta sẽ cùng mở hộp để xem phía bên trong chiếc bột hoàn long này có cái gì nha. Trước tiên chúng ta sẽ tiến hành là nhận thấy rằng là bao bì của hộp bột hoàn long được in ấn cũng như là đóng gói rất là kỹ càng, với một chiếc hộp có cái trọng lượng vừa phải cũng như là với cái khối lượng kích thước khá là gọn gàng để các cô chú anh chị có thể nhận được dễ dàng trong quá trình vận chuyển, cũng như trên đây được in ấn tất cả các thành phần cũng như in ấn những cái thông tin rất rõ ràng, ví dụ như là thành phần đóng gói trong bộ hoàn long này bao gồm những thành phần gì, cũng như là sử dụng cái bộ hoàn long này trong cái việc mục đích gì, và những phần thông tin của công ty kiến trúc Phong thủy Tâm Nguyên đều được thể hiện rất rõ ở trên này, để tránh cái việc đó sau quá trình này thì có rất nhiều các đơn vị đối thủ hay là các công ty khác mà lại ăn cắp ý tưởng cũng như là có thể sản xuất ra một cái sản phẩm tương tự, thì tránh các cô chú anh chị hiểu lầm. Cho nên rằng là khi lựa chọn cái vật phẩm thì cần phải lựa chọn đúng cái bộ pháp khí là bột hoàn long của Phong thủy Tâm Nguyên, có thông tin rõ ràng và logo của Phong thủy Tâm Nguyên đưa ra. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng mở hộp để xem phía bên trong bột hoàn long này bao gồm các thành phần gì nhé. Như ngay phía ngoài hộp thì chúng ta đã thấy ngay những thông tin quan trọng, đó là thành phần đóng gói trong bộ hoàn long này bao gồm đó là một bộ tam thần, một hộp cao bàn thần tài, một gói bột hoàn long và một hoàn long nghinh phúc chiêu tài phù, hay còn gọi là chiêu tài phù, và một đoạn chỉ ngũ sắc. Và chúng ta sẽ cùng mở hộp để cùng quan tâm xem là phía bên trong bột hoàn long này bao gồm các thành phần nó như thế nào, đúng không ạ? Như các video trước thì thầy Tâm Nguyên vẫn chia sẻ đến các cô chú anh chị lý do tại sao mà chúng ta cần phải hoàn long, đúng không ạ? Rất hiểu, rất đơn giản thôi, đó là trong quá trình mà chúng ta xây dựng một ngôi dương cơ hay là kể cả động thổ trong quá trình đào ao lấp giếng hay là đào ao hồ hay là xây dựng đình đền chùa miếu phủ hay kể cả liên quan đến âm phần huyệt mộ, thì cái quá trình mà chúng ta có cái yếu tố tác động đến yếu tố long khí và địa mạch ở phía bên dưới và vô tình làm tổn thương, cái điều này khiến cho chúng ta cần phải có cái quá trình chúng ta bồi hoàn nó lại. Nó khác hoàn toàn với cái việc hàn long mạch. Hoàn và hàn là hai cái khái niệm khác nhau, đúng không ạ? Hàn là cái quá trình đó là chúng ta hiểu rằng là long mạch bị đứt gãy và chúng ta cần phải đi hàn nó. Tuy nhiên một điều đó là đối với cái việc xét về phong thủy chính tông thì không có cái chuyện, hoặc là rất ít, hoặc gần như là không có cái yếu tố là bản thân cô chú chị có cái tác động liên quan đến đứt gãy long mạch được để mà chúng ta hàn. Do đó rằng là chỉ đơn giản cho chúng ta trong quá trình làm nhà động thổ chúng ta đào bới lạo vét, đúng không ạ? Và cái việc đấy chúng ta tác động đến cái phần địa mạch phía trên và gây tổn thương, giống như việc chúng ta bị xây xác ngoài da, và việc này chúng ta cần phải bồi hoàn. Và bộ hoàn long hay bột hoàn long chính là một trong những cái bộ pháp khí kết hợp phần những nghi lễ thực hiện để chúng ta thực hiện cái việc bồi hoàn đấy. Và đây chính là cái bộ hoàn long mà các cô chú anh chị sẽ nhận được, chúng ta cùng mở ra để xem nhé. Phía bên trong chúng ta sẽ thấy rằng là thứ nhất là một bộ tam thần. Một bộ tam thần được đóng gói trong một hộp riêng như thế này, đúng không ạ? Chúng ta sẽ nhìn thấy. Chút nữa Đức Trung sẽ mở sâu hơn để các cô chú chị biết rằng bộ tam thần bên trong nó sẽ có cái gì. Tiếp theo nữa chúng ta cũng sẽ có là một gói gạo vàng thần tài, đúng không ạ? Đức Trung sẽ nói vào chi tiết từng thành phần sau. Chúng ta sẽ có
5 gói bột ở trong cái bột hoàn long này. 5 gói bột này chính là bột hoàn long với những cái thành phần vô cùng quan trọng như là đinh hương, quế, hồi, đúng không ạ? Rồi là các loại thảo dược tự nhiên để giúp cho cái việc chúng ta tiếp khí, dẫn khí vào bồi hoàn long mạch. Và đặc biệt trong đây sẽ có một cái thành phần đó là loại bột màu trắng như thế này. Và đây là thành phần mà Đức Trung cũng khó mà có thể tiết lộ, bởi vì đây là một trong những cái thành phần của Phong Thủy Thái Nguyên nghiên cứu và đưa vào thực nghiệm. Và cho đến thời gian này thì Đức Trung vẫn chưa thể tiết lộ phía bên trong có gì được. Và có lẽ một cái cơ duyên nào đó thầy Thái Nguyên sẽ nói rõ hơn với các cô chú anh chị về cái thành phần phía bên trong chiếc bột màu trắng này nhé. Tiếp nữa, bên trong không thể thiếu được, chúng ta sẽ có một cái đoạn chỉnh ngũ sắc, một cái hoàn long nghênh phúc chiêu tài phù, hay chúng ta còn gọi là phù hoàn long. Và các cái thành phần bên trong đó là giấy hướng dẫn cũng như là phần liên quan đến văn khấn nghi lễ thực hiện. Ở trong đây cũng sẽ được in ra làm hai tờ. Thứ nhất là tờ giấy hướng dẫn sử dụng, in làm hai mặt, được thể hiện rõ các bước để chúng ta thực hiện. Và phần tiếp theo đó là cái phần hướng dẫn nghi lễ, để mà văn khấn nghi lễ để mà chúng ta thực hiện cái việc hoàn long này, cũng sẽ được in ấn rất rõ ở hai mặt của cái bộ hoàn long này, bao gồm cái phần là chuẩn bị phần lễ như thế nào, và phần nghi ấy, tức là phần nghi thức chúng ta chuẩn bị những cái gì, và phần văn lễ thực hiện chúng ta sẽ thực hiện theo bài văn khấn ra làm sao. Như vậy chúng ta có thể thấy ngay được rằng là các thành phần trong bộ hoàn long này được đóng gói một cách rất là chi tiết. Sau đây chúng sẽ đi nhanh vào cái việc là các thành phần phía bên trong đấy cụ thể ra làm sao. Thứ nhất, chúng ta nói bộ tam thần. Tam thần tức là chúng ta nói về cái thần sa, chu sa và hùng hoàng, đúng không ạ? Được đóng gói ở phía trong cái bộ, trong cái gói bộ tam thần này. Đức Trung cũng sẽ mở rõ hơn để cô chú anh chị nắm được nha. Đây chính là ba cái thành phần quan trọng, bao gồm là chu sa này, thần sa này, và cái gói bột màu vàng này nó gọi là bột hùng hoàng. Như chúng ta biết rằng là cái yếu tố chúng ta hiểu cái ngôi dương cơ, hay là cái ngôi nhà, hay là công trình chúng ta xây dựng ấy, giống như việc chúng ta đang kiến tạo lên một thực thể. Bởi vậy cho nên rằng là cái quá trình mà chúng ta động thổ, chúng ta nạo vét xuống dưới địa mạch, và khi mà chạm xuống cái tầng đất sét và chạm xuống dưới cái tầng đá vỉ ruồi, là chúng ta có thể hiểu được rằng là chúng ta đang chạm ở cái phần biểu bì của long mạch, tức là phần thịt, phần da thịt của long. Bởi thế cho nên là chúng ta hiểu khi mà động chạm như thế thì nó sẽ gây đến cái sự tổn thương, giống như việc cơ thể chúng ta phần da nó bị xây xước và bị chảy máu, đúng không ạ? Thì cái việc mà chúng ta động thổ để chúng ta tiếp đến cái phần mạch khí, tức là cái phần đất sét, để lấy cái phần địa khí đấy chúng ta hấp thụ lên và hòa cùng với thiên khí và cái nhân khí là của con người, khiến cho cái việc một cái ngôi dương cơ nó tạo ra cái sự hòa hợp giữa thiên địa nhân. Và cái việc đấy giúp cho chúng ta, con người chúng ta ở trong cái ngôi dương cơ nó trở nên hài hòa giữa thiên địa nhân khí. Tuy nhiên một điều là khi mà đã gây ra tổn thương thì chắc chắn một điều nó sẽ có những cái việc mà chúng ta cần phải bồi hoàn, đó là điều chắc chắn. Giống như cái việc là chúng ta bị tổn thương trên da thì chúng ta dùng thuốc hay dùng các loại thuốc bôi đắp để chúng ta nhanh chóng làm lành vết thương, để kẻo để lâu về sau thì nó gây ra sẹo, hay thậm chí nó còn gây ra nhiễm trùng, rồi là gây ra những cái ảnh hưởng khác nữa nếu chúng ta không chữa trị kịp thời. Do đó rằng là nếu như không có đắp thuốc thì cũng không sao cả, nó giống như việc da chúng ta tự lành. Tuy nhiên nếu chúng ta dùng thuốc thì sẽ nhanh khỏi hơn và giúp cho sức khỏe của người ta trở nên tốt hơn. Tương tự như thế thì với việc chúng ta sử dụng các cái bộ pháp khí để cái việc chúng ta hoàn long mạch thì giúp cho long mạch của chúng ta trở nên liền mạch, rồi là cái phần yếu tố về địa khí nó được bảo tồn, thì nó giúp cho cái yếu tố về trường khí năng lượng của ngôi nhà chúng ta trở nên tốt hơn như thế. Và cái việc trong cái yếu tố, nếu chúng ta xét con người chúng ta chẳng hạn, chúng ta sử dụng thần sa, chu sa và hùng hoàng trong cái việc nó một trong những cái vị thuốc đông y để làm gì? Để có cái công dụng trong cái việc an thần. Đấy, giống như cái việc là trong cái phần hướng dẫn của bộ tam thần này có được nêu rất rõ này. Thần sa là loại khoáng vật đặc biệt có màu đỏ trong tự nhiên, thành phần chính là sunfua thủy ngân và sunfua selen, mang tính dương, sử dụng để điều chế ngưu hoàng, bào hoàn long mạch. Ngưu hoàn trấn kinh tán có tác dụng trong việc hoàn long bổ khí, trong đông y có tác dụng đặc biệt về cái việc mạch khí và hệ thần kinh để giúp cho an thần kinh và giúp cho cái yếu tố sức khỏe trở nên tốt hơn. Đó là một trong những vị thuốc. Thì tương tự như thế, chúng ta sẽ sử dụng cái thần sa, chu sa và hùng hoàng trong cái việc chúng ta bồi hoàn long mạch, để cái việc long mạch được bồi hoàn khí, để giúp cho cái yếu tố địa mạch được giữ nguyên lành và nhanh chóng được cái yếu tố hoàn thiện. Thì cái yếu tố đấy giúp cho cái việc ngôi dương cơ chúng ta trở nên vững vàng hơn về long mạch khí. Thì cái việc thần sa, chu sa và hùng hoàng là một trong những thành phần vô cùng quan trọng như thế. Đặc biệt đối với chu sa, chúng ta vẫn biết là một trong những cái thành phần quan trọng trong cái việc là các thầy pháp hay các phong thủy sư vẫn sử dụng để
khai quang, nạp chú và điểm nhãn cho linh vật, và đặc biệt là có cái tính kỵ tà rất là tốt. Do đó rằng là đây là trong những thành phần quan trọng trong cái việc mà chúng ta sử dụng để mà trong cái bộ hoàn long, đúng không ạ? Chúng ta cũng có thể tìm thấy cái thông tin rất kỹ càng trong cái bộ tam thần này. Chu sa là khoáng vật đặc biệt có cái màu đỏ trong tự nhiên, đúng không ạ? Thành phần chính là xung phu thủy ngân, mang tính âm, được là cái dược liệu quý được sử dụng trong cái việc hoàn khí long mạch. Ngoài ra được sử dụng trong uy để điều chế ngưu hoàng thiên kim tán, bá tử dưỡng tâm hoàn, có nghĩa là giúp cho cái việc dưỡng tâm an thần nó trở nên tốt hơn đấy mà. Hùng hoàng là khoáng vật tự nhiên chứa sun phu thạch tín, là dược liệu quý mang cái tác dụng đó là giải độc sát trùng, triệt ngược định kinh, sử dụng phối kết hợp với lại nhị sa theo cái tỷ lệ phù hợp, có tác dụng hàn long định khí, hỗ trợ khi hàn long mạch khí. Nhị sa tức ở đây bao gồm là thần sa và chu sa đó. Do đó là cái bộ tam thần đây là một trong những cái bộ pháp khí vô cùng quan trọng, không thể thiếu trong cái bộ hoàn long này. Mà thực tế rằng là các phong thủy sư hay các thầy phong thủy hiện nay để cái việc quy tụ được đủ ba thành phần này trở nên rất khó, và Phong Thủy Thái Nguyên là một trong những đơn vị tiên phong đi đầu với cái việc ứng dụng những cái kiến thức trong phong thủy khoa học cũng như là trong đông y để hiểu cái việc bản thân con người chúng ta, hay là cái ngôi dương cơ, tức là ngôi nhà, hay là cái ngôi dương cơ chúng ta xây dựng nó giống như một thực thể mà chúng ta cần phải có cái yếu tố là bồi đắp, bồi dưỡng cũng như là chế hoàn nó vào. Tiếp theo nữa, trong cái thành phần bột hoàn long cũng sẽ có một cái trong những cái thành phần quan trọng mà trước giờ các cô chú anh chị vẫn thường xuyên sử dụng, đó chính là gạo vạn thần tài. Như chúng ta biết, gạo vạn thần tài là một trong những cái vật phẩm cực may mắn để mang cái công dụng chiêu tài và nạp phúc. Bởi vậy cho nên rằng là trong cái yếu tố chúng ta sử dụng bột hoàn long thì trong cái bột hoàn long này thì gạo vạn thần tài cũng không ngoài cái tác dụng đó là chúng ta sử dụng để mà dẫn khí. Bởi vậy cho nên chúng ta sử dụng gạo vạn thần tài để mang cái yếu tố về dẫn âm dương hòa hợp cũng như âm dương khí kim mộc thủy hỏa thổ được bổ khí loan hoàn, giúp cho cái việc là cái ngôi dương cơ cũng như cái yếu tố bồi hoàn địa khí long mạch của chúng ta trở nên thuận lợi hơn. Và việc chúng ta sử dụng gạo vạn thần tài các bước như thế nào cũng sẽ được thể hiện rất rõ trong cái hướng dẫn sử dụng ở trong đây, trong cái tờ hướng dẫn sử dụng như này. Rồi, một trong những cái thành phần quan trọng khác đó là năm cái gói bột. Năm cái gói bột là bột hoàn long ở trong đây được Phong Thủy Thái Nguyên chế tác và đóng gói, với một gói nó tầm khoảng 200g. Và các cái thành phần ở trong đây dĩ nhiên rồi thì là những cái thành phần mà chúng ta vẫn biết trong dược liệu để mang cái yếu tố đó là bổ trợ cho cái sức khỏe, ví dụ như hồi, quế, đinh hương, hoàng đàn là những cái thành phần thảo mộc tự nhiên mang cái yếu tố rất tốt cho sức khỏe con người, và được đóng gói với tá dược rất là vừa đủ vừa phải để giúp cho việc chúng ta sử dụng nó đúng hàm lượng. Và cái thành phần gói bột trắng này là một trong những cái gói dược liệu vô cùng quan trọng khác và quý hiếm khác mà chỉ riêng Phong Thủy Thái Nguyên có công thức đúc kết thông qua cái quá trình nghiên cứu của thầy Thái Nguyên cũng như các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy Diệp Thế Giới, cũng như các thầy trong Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát triển các bộ môn văn hóa phương Đông nghiên cứu và đưa vào ứng dụng. Và có một cái thời gian sắp tới thì thầy Tam Nguyên cũng sẽ nói sâu hơn đến các cô chú chị cái gói bột này nó sẽ như thế nào. Và tuy nhiên là trong thời gian đầu này thì các cô chú chị hãy yên tâm với cái sự nghiên cứu các thầy đấy để mà chúng ta ứng dụng. Rồi, tiếp nữa trong cái thành phần bột hoàn long chúng ta không thể không nhắc đến, đó chính là hoàn long nghênh phúc chiêu tài phù, hay còn gọi là phù hoàn long. Với việc chúng ta sử dụng phù hoàn long mang công hiệu đó là chúng ta dẫn khí cũng như là dẫn long phù, để cái việc chúng ta dẫn long huyết mà cái yếu tố mà bồi hoàn long mạch được trở nên thuận lợi hơn. Với cái việc chúng ta, thầy Tam Nguyên cũng như là các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy Diệp Thế Giới đã nghiên cứu, đặc biệt là có cái sự đóng góp dày công rất lớn của thầy Hỷ Nguyên là Chủ tịch Hiệp hội Phong Thủy Diệp Thế Giới phân hội tại Việt Nam, dày công nghiên cứu ra phù hoàn long. Đây là phù hoàn long dành cho dương cơ, và trong thời gian tới thì Phong Thủy Tam Nguyên cũng sẽ đưa ra phù hoàn long dành cho âm phần, với cái việc nó sử dụng các pháp lực của nhị thập bát tú được thể hiện trên phù hoàn long này, và được đánh dấu ở cái phần đầu của cái phù là cái dấu chấm mực đỏ chú sa để các cô chú chị chúng ta sử dụng để mà chôn hoặc là đặt khi mà chúng ta tiến hành chấn trạch thì nó cũng sẽ trở nên là dễ dàng hơn và đúng đắn hơn. Gói chỉ ngũ sắc, chỉ ngũ sắc cũng được sử dụng và đo đúng với kích thước là 99 phân. Với đoạn chỉ ngũ sắc này chúng ta sẽ sử dụng để mà dẫn khí và chiêu tài cũng như để mang yếu tố kỵ tà hóa sát. Thì với việc sử dụng cái chỉ ngũ sắc này thì chúng ta sẽ dùng để chôn, hoặc là trong cái trường hợp đó chúng ta sẽ dùng để quấn lấy ngay chiếc phù này để mà chúng ta tiến hành là chấn trạch trong trường hợp đối với ngôi nhà đang vào cái giai đoạn nhập trạch. Cái phần liên quan đến hướng dẫn sử dụng cũng sẽ được trình bày rất là cụ thể. Cái phần liên quan đến nghi lễ sử dụng hoàn long như thế nào cũng sẽ được thể hiện rất rõ với việc soạn lễ ra làm sao và văn lễ triển khai như thế nào, thì gia chủ cũng tiến hành là sử dụng rất là dễ dàng. Với câu chuyện tiếp theo nữa, đó là chúng ta sẽ sử dụng cái
bộ hoàn long này khi nào, đúng không ạ? Như các cô chú anh chị biết rằng là trong cái quá trình làm nhà đó, chúng ta sẽ trải qua các giai đoạn quan trọng như là động thổ, rồi là xuống móng, rồi là chấn trạch, rồi là đổ mái, rồi cất nóc, rồi nhập trạch, đúng không ạ? Như vậy rằng là với cái yếu tố đó chúng ta sử dụng bột hoàn long, chắc chắn chúng ta cần phải sử dụng tốt nhất vào cái thời điểm khi mà địa mạch chúng ta còn thông thiên với thiên khí, đúng không ạ? Tức là khi cái giai đoạn chúng ta động thổ và đào móng. Và giai đoạn thứ nhất mà chúng ta có thể sử dụng cái bột hoàn long này, đó là chúng ta sử dụng khi mà chúng ta trước khi đổ móng, là chúng ta có thể sử dụng cái bột hoàn long này để mà tiến hành là trải khắp móng, để chúng ta tiến hành là hoàn long mạch trước khi chúng ta đổ móng. Hoặc là giai đoạn khác mà các cô chú chị ngay sau đấy cũng thể sử dụng, đó chúng ta tiến hành chấn trạch, đúng không ạ? Khi mà chúng ta sử dụng cùng với bộ chấn trạch thì đồng nghĩa với việc chúng ta hoàn toàn có thể kết hợp với việc chúng ta sử dụng cái bột hoàn long này, chúng ta tiến hành hoàn long mạch luôn trong khi quá trình chúng ta chấn trạch, đúng không ạ? Để mà hiểu rõ hơn về các cái quy trình liên quan đến chấn trạch như nào thì các cô chú chị cũng có thể để lại thông tin số điện thoại hoặc là họ tên, hoặc là gọi điện đến số 1900 2292, bấm nhanh số 2 để được các đội ngũ trợ lý của thầy Thái Nguyên tư vấn về các cái bước liên quan đến chấn trạch và sử dụng cái bột hoàn long này. Rồi, một cái giai đoạn khác nữa mà các cô chú chị cũng có thể tiến hành là sử dụng cái bột hoàn long này, tuy nhiên chúng ta ưu tiên cái phần tiếp theo, đó là trước khi lát nền. Trước khi lát nền thì cái quá trình mà cái nền móng chúng ta vẫn được chưa đổ bê tông, thì cái quá trình chúng ta tiếp với lại cái phần đất, cát, hoặc là cái quá trình chúng ta tiếp xúc với cái phần đấy thì nó vẫn dễ dàng hơn, và chúng ta cũng có thể tiến hành là bồi hoàn long mạch vào cái thời điểm đó. Và cái thời điểm cuối cùng, nếu như tất cả các giai đoạn kia chúng ta đã qua rồi mà chúng ta cần bồi hoàn long mạch, thì chúng ta có thể thực hiện vào cái phần bước thứ tư đó, cuối cùng đó là liên quan đến cái việc chúng ta nhập trạch. Thì với việc nhập trạch thì chúng ta cũng sẽ dùng theo một cái cách khác, tức là ngôi nhà mà đang ở, hay là cái ngôi nhà mà đang ở rồi, hay ngôi nhà chúng ta đã hoàn thiện xong, tức là vào điểm thời điểm nhập trạch ấy, thì chúng ta cũng thể sử dụng cái bột hoàn long này, tuy nhiên với cách hướng dẫn sử dụng khác đi. Cách thực hiện khác thì cũng đã được thể hiện rất rõ trong cái tờ hướng dẫn sử dụng các bước làm như thế này, được thể hiện rất rõ các bước và chia ra làm các cái giai đoạn khác nhau, để tùy vào cái trường hợp giai đoạn của các cô chú chị rơi vào trường hợp nào thì chúng ta cũng sẽ sử dụng được nó. Vào cái thời điểm chúng ta tiến hành là đổ móng, hay là xuống móng, hay là hạ móng thì đều là một, hoặc là thời điểm chúng ta chấn trạch, hoặc thời điểm chúng ta trước khi chúng ta lát nền, hay là thời điểm mà chúng ta tiến hành là trước khi nhập trạch, thì chúng ta đều tiến hành là sử dụng cái bột hoàn long này, đúng không ạ? Một trong những cái thành phần khác, một trong những cái giai đoạn khác, hoặc là một cái phương thức khác mà chúng ta sử dụng cái bột hoàn long này, đó chính là chúng ta tiến hành là sử dụng trong cái âm trạch, âm phần, trong quá trình mà chúng ta cát táng, hung táng, hay là chúng ta cải táng một ngôi mộ, thì chúng ta đều sử dụng cái bột hoàn long để chúng ta tiến hành là bồi hoàn long mạch, bồi hoàn địa khí ngay khi mà chúng ta tiến hành là tạo một cái huyệt mộ, và chúng ta đưa cái linh cữu hoặc là đưa cái phần quách tiểu của cái người xuống đấy, chúng ta sẽ sử dụng cái bột hoàn long này trong quá trình đấy luôn. Do vậy là cái tính ứng dụng của cái bột hoàn long này rất cao trong cái việc là kể cả phong thủy dương trạch hay là phong thủy âm phần, đúng không ạ? Một câu hỏi đặt ra đó là ai sẽ là người thực hiện cái việc bột hoàn long này, thì các cô chú chị cũng tiến hành là chú ý như sau. Trước đây với cái việc là hoàn long mạch thì chúng ta vẫn thấy rằng là vào cái ngày nhập trạch, đúng không ạ, là chúng ta tiến hành thuê một người thầy cúng về để mà thực hiện cái việc là lễ nhập trạch và lễ bồi hoàn địa mạch, hoặc là bồi hoàn long mạch, hoặc là hoàn thổ, hoặc là hàn long mạch. Thì đấy là những khái niệm mà các cô chú chị vẫn hiểu như thế. Tuy nhiên rằng là như Đức Trung có phân tích phần vừa rồi đó, các cái giai đoạn mà chúng ta tiến hành là hoàn long mạch một cách tốt nhất, về bản chất hoàn long mạch tức là chúng ta cần phải có yếu tố tiếp xúc với địa khí và mạch khí, tức là ngay cái giai đoạn mà chúng ta tiến hành là đào móng, đúng không ạ, trước khi hạ móng và trước khi chấn trạch thì chúng ta làm. Chỉ có ưu tiên cuối cùng là nếu như ngôi nhà chúng ta hoàn thiện xong hết rồi mà chúng ta phải làm nhập trạch thì chúng ta mới làm ở giai đoạn đấy. Nhưng cái việc thực hiện cái yếu tố hoàn long mạch này là chính các cô chú anh chị chúng ta thực hiện, chứ không nhất thiết cần phải thuê thầy, đúng không ạ? Không cần phải nhờ thầy cúng, và kể cả thầy Tam Nguyên cũng không có đi hoàn long mạch hay không có đi thực hiện lễ cúng hoàn long mạch cho bất cứ gia đình nào cả. Do đó rằng là chúng ta có thể hiểu một cách bản chất, cái việc hoàn long mạch là một trong những nghi lễ mà chúng ta thực hiện, chứ không phải là một pháp cúng. Chúng ta xây dựng các ngôi dương cơ, hay là khi mà chúng ta làm những cái ngôi âm trạch, chỗ đấy giống như là một cái vết xước thì mạch cũng bị chịu cái vết xước đó, nó tổn thương. Chúng ta có một cái biện pháp mình gọi là bồi hoàn, để mà bồi lại, để mà hoàn lại cái long mạch này. Bồi hoàn lại cái long mạch thì nó phải vào cái thời điểm mà trước khi mà chúng ta đặt cái công trình lên trên đó. Tốt nhất các nghi thức và nghi lễ anh chị tự thực hiện thì là tốt hơn rất là nhiều. Nghi lễ thực hiện, chúng ta có phần nghi và phần lễ. Nghi là những cái phần nghi thức để mà sử dụng trong cái việc đó là chuẩn bị các cái đồ lễ, chuẩn bị các cái pháp khí quan trọng để chúng ta thực hiện nó, hành động nó. Và phần lễ tức là phần văn lễ thực hiện, chứ không phải là một pháp cúng, đúng không ạ?
chứ chúng ta thuê một người thầy cúng về, thực chất mà nói thì chúng ta cũng không đánh giá được việc người thầy cúng đó có hiểu về bản chất hoàn long mạch hay không, và cũng không có nắm được cái việc các pháp khí mà người thầy đó sử dụng cho việc hoàn long mạch của các cô chú anh chị như thế nào. Và một trong những cái sai lầm nghiêm trọng mà các cô chú anh chị cũng không có nắm được, và thậm chí các cô chú anh chị nào đang theo dõi video này có thể kiểm tra lại ngôi nhà của mình ngay, rằng là cái hồi mà nhờ ông thầy cúng đó về, ông thầy cúng đó có dùng kim và chỉ để trấn trạch cho gia đình mình không, có sử dụng kim và chỉ để bồi hoàn long mạch cho gia đình mình không. Bởi vì suy nghĩ rằng là đất long mạch do đó phải dùng kim chỉ để vá, đấy là một trong những cái điều sai lầm. Người ta chỉ dùng kim khi người ta trấn yểm mà thôi. Bởi vậy cho nên rằng là đây là một trong những cái sự hiểu sai lầm mà có lẽ là một số thầy phong thủy cũng không có hiểu được đúng điều này. Và đặc biệt các cô chú chị chưa có tường tận về kiến thức liên quan đến hoàn long mạch mà cũng không có hiểu, và nhờ một người thầy cúng về, người thầy này thì cũng không có hiểu nốt, thì thành ra cơ sự nó dẫn đến như vậy. Và việc này rất là nguy hiểm, đúng không ạ? Cái việc sử dụng kim người ta sử dụng để yểm, để trấn, chứ không ai người ta sử dụng để mà hoàn long mạch cả. Do đó rằng là các cô chú chị cần phải lưu tâm. Thêm một câu hỏi khác nữa rằng là liệu năm nay tôi phạm kim lâu, tam tai hay hoang ốc thì tôi có thực hiện lễ hoàn long mạch được này hay không? Thì xin thưa với các cô chú anh chị rằng là cái việc mà phạm tuổi kim lâu, tam tai, hoang ốc thì chúng ta lo lắng điều đấy, thì trong cái phương án liên quan đến xem ngày giờ động thổ thì thầy Tam Nguyên đã đưa ra cái tuổi để thực hiện cái việc động thổ giúp các cô chú chị rồi. Đấy, còn nếu như các cô chú chị, bản thân cô chú chị lại là người trực tiếp động thổ được thì đấy là việc rất tốt. Còn nếu kể cả có mượn tuổi đi chăng nữa thì chúng ta chỉ mượn vào cái thời điểm duy nhất đó là thời điểm động thổ. Còn lại các cái thời điểm khác như là trấn trạch, rồi là bồi hoàn long mạch, rồi là cất nóc rồi đổ mái rồi nhập trạch thì chính gia chủ, chính trạch chủ là người thực hiện. Do đó rằng là chúng ta không phải lo nên chúng ta phạm kim lâu, tam tai, hoang ốc hay kế đô hay thái âm, chúng ta hay thái bạch, chúng ta cũng không có phải lo cái điều đấy, đúng không ạ? Chính các cô chú chị là người thực hiện. Và cái phần hướng dẫn nghi lễ như thế nào thì cũng được thể hiện rất rõ trong cái phần lễ hoàn long mạch, được thể hiện rất rõ trong tờ hướng dẫn này, thì các cô chú chị đều có đủ hết tất cả các công cụ và các bước hướng dẫn để mà thực hiện. Đặc biệt lại có thêm cái phần chỉ hướng của các trợ lý của thầy Tam Nguyên nữa thì càng yên tâm tuyệt đối trong cái việc thực hiện như thế. Và để mà cụ thể hơn cái quá trình mà chúng ta thực hiện cái việc hoàn long mạch như thế nào thì trong những cái video sắp tới, Đức Trung và thầy Tam Nguyên sẽ có cơ duyên để mà ngồi với các cô chú chị nhiều hơn để mà cùng đàm đạo xoay quanh tất cả các góc cạnh, khía cạnh của cái việc bột hoàn long này, và tất cả những quan điểm liên quan đến hoàn long mạch chúng ta đều rõ ràng hơn trong những video sắp tới. Đây là cái video mà Đức Trung mở hộp chi tiết đối với một cái sản phẩm bột hoàn long để các cô chú chị có thể hiểu rõ. Để mà có thêm những cái phần tư vấn cụ thể thì các cô chú chị vui lòng đặt câu hỏi bao gồm là họ tên, năm sinh, số điện thoại cũng như câu hỏi về cái chủ đề hoàn long mạch xuống dưới phần bình luận để các đội ngũ trợ lý sẽ tổng hợp và giải đáp đến các cô chú chị. Hoặc cũng có thể gọi điện đến số 1900 2292, bấm nhanh số 2 để gặp đội ngũ trợ lý tư vấn kỹ càng, hoặc cũng thể đến trực tiếp văn phòng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tại Đà Nẵng để lắng nghe sự hướng dẫn trực tiếp và cũng như là trải nghiệm vật phẩm ngay tại văn phòng. Đức Trung xin cảm ơn, cũng như rằng là hẹn gặp lại các cô chú chị trong những video tiếp theo. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh và bấm nút chuông nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.